thời tiết diễn biến thất thường, giá vật tư, phân bón ngày càng tăng cao, nhưng giá lúa không ổn định. Đầu ra phụ thuộc nhiều vào thương lái, gây bất lợi cho người nông dân. Chính những điều này đã làm cho nhiều nông dân quyết định lựa chọn cây trồng khác thay thế cây lúa, với mong muốn có được thu nhập cao hơn, có thể vươn lên làm giàu. Vài năm trở lại đây, câu chuyện xoay quanh bàn trà của những nông dân ở xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa không còn là việc chọn giống gì cho vụ lúa tiếp theo, mà là nên chọn loại cây trồng nào cho phù hợp vùng đất, vườn cây của ai đang mang lại hiệu quả kinh tế. Trước đây, hầu hết đất nông nghiệp xã Tân Hiệp được nông dân trồng lúa hai vụ. Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn bó với cây lúa, vẫn chưa thể vươn lên làm giàu. Một số nông dân Tân Hiệp chọn cây chanh để thay thế và đã thu được hiệu quả kinh tế tương đối cao. Từ đó, diện tích trồng chanh không ngừng tăng lên. Đến nay, toàn xã đã có gần 200 hectare. Không chỉ trồng chanh, nhiều nông dân ở Tân Hiệp còn trồng một số loại cây ăn trái khác. Mang theo kinh nghiệm trồng sầu riêng ở Vĩnh Long lên xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, ông Phạm Bá Phước chịu trách nhiệm về kỹ thuật chăm sóc cây cho vườn sầu riêng này. Đưa chúng tôi tham quan vườn, ông không khỏi vui mừng vì sầu riêng đang bắt đầu ra hoa cho trái sau 4 năm. Là một nông dân thực thụ, hơn ai hết, ông thấu hiểu bài toán kinh tế khi người nhà quyết định chuyển toàn bộ 6 hectare đất lúa sang trồng sầu riêng, dù chi phí đầu tư ban đầu không phải nhỏ. Nếu mà mình so sánh lại với cây lúa thì cái năng suất, nếu mà sầu riêng của mình là nó phát triển tốt, nó năng suất nó là cao gấp mấy chục lần cây lúa của mình. Lúa của mình chỉ có 5-6 ngàn ký, còn sầu riêng của mình thì đôi lúc là nó cũng có giá lên đến là 7-80 ngàn một ký lô tại vườn. Một ký sầu riêng gấp chục lần cái lúa. Theo kinh nghiệm, ông nhận định sầu riêng không phải là cây trồng thực sự phù hợp với vùng đất. Thế nên để đảm bảo cho cây phát triển tốt, ông chỉ đặt xuống hơn 600 gốc sầu riêng trên diện tích 6 hectare. Song song với việc theo dõi sát sự phát triển của cây, kịp thời xử lý khi có sâu bệnh tấn công, ông cũng ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ bón cho cây để vừa kích thích cây phát triển, vừa giúp cải tạo, tăng độ màu mỡ của đất, kéo dài thời gian thu hoạch trái. Nói chung ra thì cái công sầu riêng này thì nó cũng gủi go lắm chứ không phải là nó dễ ăn. Xịt thuốc men rồi đó là phải hàng tuần hay là hoặc 10 ngày là mình xịt một lần. Theo bà con mình tìm hiểu thêm á, cái đất này nó cũng chỉ đạt khoảng chừng 60-70% thôi chứ nó không có được là 100%. Đó, đất này thì nó không phù hợp như đất ở Tiền Giang của mình hay là đất Vĩnh Long rồi đó. Thì người ta là ít có sâu bọ hơn mình ở đây. Mình ở đây thì sâu bọ nó xâm nhập nhiều lắm. Tuy mặc dù nó không phù hợp mấy nhưng mà nhờ cái công của mình, công chăm sóc của mình tốt thì nó dẫn đến là cái sự nó cũng tốt đẹp thôi chứ nó không có gì. Cây này là nó, năm nay là nó bước sang năm thứ tư nhưng mà nó vẫn là có trái. Nó cho trái ăn cũng đạt. Ngoài vườn sầu riêng 6 hectare này, trên địa bàn xã còn hơn 40 hectare khác. Trong đó có vườn đã cho thu hoạch, mang lại thu nhập khả quan hơn nhiều so với sản xuất 2 vụ lúa trong năm. Tuy có diện tích trồng ít hơn sầu riêng, nhưng bưởi lại được xem là một trong những cây trồng mang lại hiệu quả cho nông dân sau khi thực hiện chuyển đổi cây trồng do năng suất cao, giá cả và thị trường tiêu thụ ổn định. Diện tích trồng bưởi ở xã hiện nay đã tăng lên hơn 36 hectare. Bên cạnh trồng bưởi, một số hộ còn trồng xen thêm loại cây trồng khác như mít, mãng cầu nhằm lấy ngắn nuôi dài. Nói chung cây bưởi này nó cũng nặng công lắm ạ. Nặng công, phân thuốc rồi nó cũng nặng. Thì nặng cái khúc khoảng 4 năm, rồi năm thứ tư trở lên là làm mới có thu nhập.
Như cái này hôm rồi là có thu nhập là mà cũng ít thôi chứ chưa nhiều. Mới trái chiến à, cũng chưa nhiều. Thấy cây lúa làm cũng bấp bênh quá. Cái kinh tế nó không có cao. Còn cái cây trồng này thì nó nếu mà đừng có mà cái vụ mà dịch bệnh này là chắc phải ngon hơn lúa nhiều. Cây lúa đó thì nó cái giá cả nó bấp bênh quá. Phân phướng lại cao. Thành ra bà con à, mấy năm gần đây đó là bà con á là chuyển đổi cây trồng như là xoài, chanh, sầu riêng, bưởi. Thành ra là về vấn đề đó thì bà con cũng đỡ bớt đi phần nào về chi phí, về công lao động. Rồi hệ quả thì nó cũng được tương đối ổn định. Tính đến hết quý 1 năm nay, người dân xã Tân Hiệp đã chuyển từ trồng lúa sang trồng cây ăn trái trên 380 hectare. Bên cạnh những loại cây có diện tích lớn như chanh, mít, sầu riêng, bưởi, dừa, thì người dân còn trồng các loại cây khác như thanh long, mãng cầu, vú sữa. Hiện đều phát triển tốt và có nhiều triển vọng khi thu hoạch. Hiện nay thì do cái tình hình sản xuất nông nghiệp, cái giá cả thị trường nó không ổn định. Do thì một số bà con đã chuyển đổi sang cái trồng cây ăn trái. Thì đang trong giai đoạn thử nghiệm thì bà con trồng rất nhiều loại cây. Cây mít là nhiều, cây bưởi, cây dừa, cây sầu riêng, thanh long vẫn có. Thì hiện nay thì cái hiệu quả nhất hiện nay thì là trên cây bưởi và cây dừa. Nó năng suất nó ổn định và cái giá cả thị trường tiêu thụ nó rất là ổn. Thì đối với địa phương thì do cái đây là cái giai đoạn thử nghiệm đó thì ở địa phương chỉ có hỗ trợ về cái chuyển giao khoa học kỹ thuật. Hợp đồng mở đến nay được 5 lớp khoảng gần 200 cho bà con mà có cái nhu cầu mà chuyển đổi trồng cây ăn trái đó. Thì cái lớp dạy nghề cho lao động mà chủ yếu là trồng cây ăn trái để bà con nắm thêm kỹ thuật về phân bón, về điều trị bệnh và về cái cách mà lấy trái để cho bà con nâng hạ cái chi phí và cái nâng cao cái năng suất của cây trồng. Thứ hai nữa thì định hướng cho một số khu vực để mà sau này thì chúng ta có thể thành lập các tổ hợp tác rồi dần dần để mà chọn cái cây chủ lực của địa phương để mà có mình thành lập những cái hợp tác xã và tương lai thì để mình có những cái sản phẩm mà tiến tới cái sản phẩm ô cốp theo cái chuẩn nông thôn mới đã quy định. Nếu như xã Tân Hiệp còn đang trong giai đoạn tìm tòi để xác định cây trồng chủ lực sau lúa thì xã liền kề là Thuận Bình đã xác định được chanh là cây trồng chính chỉ sau cây lúa. Về Thuận Bình hôm nay, không khó để bắt gặp nhiều diện tích đất nông nghiệp được phủ màu xanh của cây chanh không hạt. Loại cây trồng đã giúp nhiều nông dân ở Thuận Bình vươn lên làm giàu. Việc mang cây chanh không hạt về trồng và thu được lợi nhuận cao là một kết quả ngọt khi thực hiện chuyển đổi, tìm cây trồng phù hợp, hiệu quả trên vùng đất phèn của nông dân ở đây. Một hợp tác xã trồng chanh được thành lập đã sớm tạo sự liên kết giữa những hộ dân, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo được danh tiếng cho sản phẩm chanh Thuận Bình. Từ thực tế cho thấy, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã và đang góp phần tăng hiệu quả kinh tế trên từng diện tích đất canh tác, nâng cao thu nhập cho người dân, là nền tảng quan trọng giúp bà con nông dân xóa đói, giảm nghèo, có điều kiện vươn lên làm giàu. Đồng thời, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, gắn với việc khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương là điều cần thiết, góp phần từng bước thay đổi tập quán, tư duy sản xuất của người nông dân, tạo nên sự liên kết trong đầu tư sản xuất, tiêu thụ nông sản một cách bền vững.